Ok, chào các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục với câu số 26. Chào, với câu số 26 thì em sẽ nhớ cho con như sau này. Trong tiếng Anh những từ tận cùng là s mà trước của nó có. Chợ trong từ tiếng Anh những từ có đuôi là s hoặc là es mà tận cùng trước nó có cái đuôi là ss như này thì nó sẽ được phát âm là is. Chợ thế còn tất cả những anh kia cô được phát âm là z. Nên cô sẽ chọn được 26 là ý A. Câu số 27 theo quy tắc cách phát âm của đuôi ed. Trong tiếng Anh những từ tận cùng là T và D chúng phát âm thành ED. 27 cô khoanh được ý C. Chợ câu số 28 ý B tới đọc là flower. Âm đấy là âm ao. Chợ ý C đọc là couple. Á. Chợ ý D đọc là cousin. Á. Vậy cô chọn được 28 là ý B. Câu số 29 ý A tới đọc là confide. Chợ đọc là confide. Âm đầu tiên của cô được phát âm là ơ. Nhớ đọc là con. Thế còn ý B thì sao? Ý B đọc là concealer. Ở đây của chúng ta cũng là con. Yeah. Thế này thế còn ý C thì sao? Ý C đọc là convention. Cho anh này của chúng ta cũng đọc là con. Vậy cô chọn được câu số 29 là ý D. Ý D từ đọc là concentrate. Âm đấy của chúng ta đọc là con chứ không phải là con. Câu số 30. Ý A đọc là isolated. Chợ đọc là isolate. Âm đấy của cô là I. Ý B đọc là climate. I. Chợ ý C đọc là island. Cũng là I. Thì cô sẽ có ý D của chúng ta khác. Câu số 31. Ý A đọc là river. Dạ đọc là river. Âm đấy của cô được đọc là E. Ý B đọc là river. Âm đấy là I. Chờ ý C đọc là native. E. Vậy cô khoanh được câu 31 là ý B. Sau câu 31 chuyển cô sang câu số 32. Ý A đọc là valentine. I. Ý B đọc là imagine. E. Ý C đọc là discipline. Nhớ. Ý C của chúng ta đọc là discipline. Y. Vậy cô khoanh được 32 là ý A. Làm gì khó đúng không ạ? Sau 32 chuyển cô sang câu 33. Ý A đọc là crop. O. Ý B đọc là common. O. Ý C đọc là household. O. Vậy cô khoanh được 33 là ý C. Sau câu số 33 chuyển cô sang câu số 34. Chợ câu số 34 cô có ý A đọc là merchant. Chợ đọc là merchant. Âm đấy của cô được đọc là ơ dài. Nhớ thế cô sẽ có ý D chắc hơn này. Ý D cô có từ đọc là commercial. Chợ đọc là commercial. Âm đấy của chúng ta cũng là ơ dài, hai ơ rồi. Chợ cô sẽ có ý B từ đọc là sergeant. Chợ đọc là sergeant. Âm đấy của cô là âm A. Thì cô khoanh được 34 là ý B. Sau câu 34 chuyển cô sang câu số 35. Câu 35 cô có ý A từ đọc là obstacle. Chợ đọc là obstacle, âm đấy của chúng ta là âm O. Chợ ý B đọc là obscure, âm đấy của chúng ta là ấp là ơ. Chợ ý C đọc là obsession, chợ đọc là obsession, âm đấy của chúng ta cũng là ơ. Vậy cô chọn được câu 35 là ý A. Sau câu 35 chuyển cô sang câu số 36. Với câu số 36 cô sẽ có là theo cách phát âm của đuôi ED thì cô sẽ có như sau. Theo quy tắc cách phát âm của đuôi ED, cô sẽ khoanh được 36 là ý B. Cái này các bạn cứ áp cho cô theo quy tắc mà như cô hướng dẫn ở phần video trước nhé. Sau câu 36 chuyện cô sang câu 37. Câu 7 theo cách phát âm của đuôi S, cô khoanh được ý D. Chờ câu 38 cô có ý B, cô chắc từ này nhất, tới đọc là invent. Âm đấy là E. Nhờ ý C đọc là medicine, E. Ý D đọc là ten, E. Vậy cô suy ra được 38 là ý A. Sau 38 chuyển cô sang câu 39 với cách phát âm của đuôi ED. Thì cô sẽ chọn được câu 39 theo quy tắc. Cô khoanh được 39 là ý C. Chợ câu số 40 ý A đọc là exact. Chợ đọc là exact. Âm đấy của cô được đọc là Y. Ý B đọc là examine. Cũng là Y. Chợ ý C đọc là 11. Y. Thì cô sẽ chọn được ý D đọc là elephant. E nhé. Câu số 41 ý A đọc là heavy. E. Chợ ý B đọc là head, air. Ý C weather, air. Vậy cô chọn được ý D tới đọc là heat, y dài. Chợ ý D bạn sửa lại cho cô chỉ gạch ea thôi nhé. Sau câu số 41, chuyển cô sang câu số 42. Câu 42 theo cách phát âm của đuôi ED. Nhớ cho cô là trong tiếng Anh những từ tận cùng là T và D chúng phát âm thành ED. 42 cô chọn được ý B. Câu số 43, ý A đọc là foot, u dài. Chợ ý B đọc là gì? Đọc là short, u dài. Chợ ý C đọc là book, u ngắn. Vậy cô chọn được 43 là ý C. Có bạn hỏi cô làm nào để biết nó là ngắn là dài.
Thực ra nếu mà để mà trước khi mà chúng ta đọc lên ấy, đúng không ạ, chúng ta biết nó là ngắn hay dài, thì cái này là phải do cái vốn kiến thức về âm của các bạn. Các bạn sẽ phải học cái phần quy tắc về phát âm này trong từ điển. Thế còn cái sự khác nhau giữa cái nguyên âm ngắn với nguyên âm dài là khi mà nguyên âm dài chúng ta sẽ đọc làm sao kéo dài hơn, nhấn mạnh hơn nhá, so với nguyên âm ngắn. Câu số 44 cơ có ý A đọc là a mouth, âm đấy là out. Ý B đọc là country, á. Chợ counter out. Vậy đương nhiên cô chọn được 44 là ý B rồi. Câu số 45 cơ có như sau. Cơ có ý B tôi đọc là agree, âm đấy là ơ. Chợ cô sẽ có ý A đọc là apologize, âm đấy cũng là ơ. Ý D đọc là aggressive, cũng là ơ. Vậy cô khoanh được câu 45 là ý C khác. Sau 45 triệu cô sang câu 46 với cách phát âm của đuôi S. Với cách phát âm của đuôi S thì câu 46 cô sẽ khoanh được ý B. Chợ câu số 47, ý A tới đọc là gì? Ý A cô đọc từ đấy là building. Cô sẽ có là ý A cô đọc là building. Thế còn ý B đọc là gì? Ý B đọc là suitable. Ý B đọc là suitable, âm đấy của cô là U. Ý C đọc là short O. Ý D của chúng ta đọc là recruit. Chợ recruit cũng là U. Vậy cô khoanh được câu 47 là ý A. Câu 48 ý A đọc là create. Chợ âm này của chúng ta sẽ được phát âm là is. Thế còn ý C, ý B thì sao? Ý B đọc là creature, âm đấy của cô là y dài. Ý C đọc là easy, y dài. Vậy cô khoanh được 48 là ý A. Câu 49 theo cách phát âm của đuôi ED, cô sẽ khoanh được 49 là ý A. Trong tiếng Anh những từ tận cùng là T và D chúng phát âm thành ED. Sau câu 49 chuyển cô sang câu 50 với cách phát âm của đuôi S. Với cách phát âm của đuôi S thì cô sẽ có câu 50 như sau. Chợ câu số 50 cô có ý A tới đọc là flow. Chợ đọc là flow tức là cái âm S của cô không phải tận cùng của nó là chữ H này đâu, đúng không? Mới là nguyên âm. Nên anh này cô sẽ được phát âm là. Trong đó cô sẽ có ý B và ý D của chúng ta được phát âm là S. Vậy thì câu 50 cô chọn được câu đấy là ý A nhá. Sau câu số 50 chuyển cô sang câu số 51. Cô có ý A tới đọc là broad O. Ý B đọc là note là O. Chợ ý C đọc là road là O. Vậy cô khoanh được 51 là ý A. Câu số 52 cô có chắc chắn ý C, cô và các bạn đều chắc chắn từ này nhất đúng không ạ? Ý C đọc là became, âm đấy của cô là A. Chợ ý D thì sao? Ý D đọc aviation. Chợ đọc là aviation cũng là A, hai ngay rồi nhé. Ý B có tôi đọc là agency. Chợ đọc là agency, âm đấy của cô cũng là A. Vậy cô khoanh được câu 52 là ý A. Sau 52 chuyển cô sang câu số 53. 53 cô có ý A đọc là account, âm đấy của cô là out. Chợ ý B đọc là amount, cũng là out. Chợ ý C cô sẽ có từ đấy đọc là money, o. Vậy cô khoanh được câu 52 là ý C. Xong câu số 53 chuyển cho cô sang câu 54. Câu 54 cô có ý A tới đọc là sound. Chợ đọc là sound, âm đấy là out. Nhớ ý B thì sao? Ý B cô có tới đọc là touch, á. Chợ ý C đọc là audit, out. Vậy cô khoanh được đáp án của câu 54 là ý B. Sau câu 54 chuyển cho cô sang câu số 55. 55 cô có ý B tới đọc là rubbish, âm đấy là á. Chợ ý C đọc là function, á. Cô sẽ có ý A đọc là fungus, cũng là á. Vậy cô khoanh được câu số 55 là ý D. Sau câu 55 chuyển cô sang câu số 56. 56 cô có ý A đọc là contain. Chợ đọc là contain, âm thứ hai của cô là A. Chợ ý B đọc là entertain, cũng là A. Chợ ý C đọc là certain, là ơ. Vậy cô khoanh được 56 là ý C. Sau câu 56 chuyển cô sang câu 57. Ý A đọc là major, âm đầu tiên của cô là E. Đúng rồi. Thế này cô sẽ có ý B đọc là pleasure, âm đấy của cô cũng là E. Chợ ý D đọc là treat, E. Vậy cô khoanh được câu 57 là ý D. Sau câu 57 chuyển cho cô sang câu số 58. Câu 58 cô có ý A tới đọc là south, âm đấy của cô được đọc là out. Ý B đọc là southern, á. Nhá. Thế còn ý C đọc là scout, out. Vậy cô khoanh được câu 58 là ý B. Câu số 59 cơ có ý A đọc là dumb, O. Chợ ý B đọc là come, O. Ý C đọc là home, O. Vậy cô khoanh được câu số 59 là ý D. Xong câu 59 chuyển qua sang câu số 60. Câu 60 cơ có ý A đọc là accountant. Chợ đọc là accountant, âm đấy của cô được đọc là out. Country là á.
Chứ ý C đọc là count là out. Vậy câu số 60 cô khoanh được ý B. Sau câu 60 chuyển cô sang câu số 61. Nhờ từ câu số 61 trở đi, cô xin phép ngắt dần video tiếp theo nhé.